Nguyễn Thanh đầu tiên. Vâng. Thanh ạ. Xin chào các bạn. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thanh, 66 tuổi. So với các cụ tôi vẫn còn trẻ chán. Tôi sống và làm việc ở Hà Nội. Tôi tham gia CVD được gần 2 tháng ạ. Nhưng tháng 8 là thành công rực rỡ. Đó là đầu tháng thì tôi đạt K5 và cuối tháng tôi là K6. Hôm nay tôi nói thật to và tôi nói để tôi muốn thay mặt cho tất cả các bạn trong nhóm của tôi đều thành công. Và vì tôi vào K6 thì tôi nói thôi, còn tất cả các bạn trong nhóm tôi đều thành công. Tôi xin chia sẻ các bạn sự thành công trong tháng 8 của tôi. Xuất phát từ bởi có 3 cái từ thôi. Đó là lời cảm ơn. Lời cảm ơn thứ nhất là xin cảm ơn các thủ lĩnh, các nhà tư vấn đã luôn bên chúng tôi từ sáng sớm đến tối mịt, chia sẻ, động viên, lo lắng rất nhiều và làm cho chúng tôi xúc động lắm và chúng tôi làm theo. Cảm ơn thứ hai là tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đồng nghiệp của tôi. Các bạn của chúng tôi thấy không có ở một cơ quan nào, một ngành nghề nào mà lại đoàn kết, thương yêu nhau như ở S69. Thật là điều kỳ lạ, mới 2 tháng tôi đã phát hiện ra điều đó. Chính cái sự động lực của các bạn làm cho tôi cũng phải vươn lên theo. Chứ đôi khi mình cũng cảm thấy là có phải là quá không, đúng không? Thế nhưng các bạn và tôi luôn luôn truyền cho nhau và trở lên, chúng ta trở thành một khối thống nhất tiến lên trong cái tháng 8 này. Chính vì vậy tôi thấy nếu không có các thủ lĩnh, không có các nhà tư vấn, nếu không có đồng đội, không có các bạn, chắc chắn ở S69 không thành công. Vì thế tôi rất mong các bạn hãy tiếp tục bên nhau. Và tôi thấy rằng trong một cái tập đoàn mà có những con người lãnh đạo rất tài tình, rất xuất sắc, có những đồng nghiệp rất thương yêu nhau, thương yêu vô bầu bến, thương yêu đến mức độ khuya rồi tôi vẫn rưng rưng nước mắt. Vì tại sao các bạn lại nghĩ được ra những nhiều cách để tư vấn, để chia sẻ, để động viên nhau. Tôi vui lắm. Và có những người khát khao thay đổi mình, đặc biệt có những người lại khát khao giúp mọi người thành công. Thật là điều quý giá chưa từng thấy. Biết rằng thời gian chia sẻ ít, cho nên tôi xin thay mặt cả cái nhánh nhỏ nhỏ của tôi ạ, xin chúc cho tập đoàn ngày càng trưởng thành lớn mạnh. Xin chúc cho tất cả các bạn làm việc trong S69 lúc nào cũng khỏe, đẹp và hạnh phúc. Xin lên ạ. Tuyệt vời quá, xin cảm ơn cô Thanh. Trước đây cô Thanh làm lĩnh vực gì đấy ạ? Xin phép các bạn, tôi được nói thêm ạ. Tôi là bên giáo viên ạ. Dạ, vâng. Và tôi đã về hưu 11 năm nhưng vẫn đang công tác làm giáo viên. Vâng, vâng. Cảm ơn cô Thanh. Bao nhiêu trong số các bạn thấy là một giáo viên, một người làm trong ngành giáo dục mà 66 tuổi rồi còn làm được những điều tuyệt vời như thế, và chỉ 2 tháng thôi đã mở danh hiệu K6. Thì chúng ta mà chưa đến 66 tuổi chúng ta làm tốt hơn rất nhiều, thì giơ ngón tay cái ạ. Ôi tuyệt vời quá, cảm ơn cả nhà. Chúng ta vỗ tay chúc mừng cô Thanh.